Xin chào mọi người. Ngày nay khi muốn biết thông tin bão lũ thật đơn giản, chỉ cần mở TV hay vào Internet là có đủ mọi tin tức về thời tiết. Nhưng khoảng 15 năm trước không thể như vậy. Ở vào một đất nước khi mà hàng năm thường xuyên có trên 10 cơn bão trên Biển Đông và đổ vào đất liền, làm sao mọi người dân có thể chủ động và theo dõi bão vào cái thời mà chưa có TV, máy tính, điện thoại hay Internet, chỉ có radio. Cái ý tưởng mà được nảy sinh vào thời đó chính là sơ đồ theo dõi bão. Vâng, khi có chiếc radio thông báo cho biết tin cơn bão ở kinh đồ vị đồ nào, ta bấm ngay tọa đồ vào sơ đồ theo dõi bão là có ngay hình ảnh trực quan về đường đi của cơn bão để mà nhìn nhận và tìm cách ứng phó. Ý tưởng này tôi đưa ra không chỉ nói khơi khơi mà tôi phải bỏ ra hàng tháng, hàng năm trời tận dụng vào lúc rỗi từ chiếc máy vi tính của hiếm thời đó của con tôi. Tôi từ mày mò học hỏi đến từ các phần mềm về đồ họa vi tính để có thể tạo ra tấm bản đồ theo dõi bão như ý muốn. Quá là nhiều khê khi mà phải mò vào cái khối kiến thức mà mình được trang bị mới ngang tới tầm xóa màn, xóa nạn mù chữ, cũng phải cố gắng mà vượt qua bao khó khăn để tạo ra được tấm bản đồ theo dõi bão. Dù sao vẫn còn dễ thở hơn 10 năm trước, thời ở quân đội bỗng nhiên lại cầm cò về ảnh Bác Hồ trang trí cho hội trường của đơn vị vùng Nam Hải quân. Mọi người thấy đấy, vào năm 2005, hẳn là nhiều người chưa biết đến máy vi tính, thì tôi đã mày mò đến phần mềm Photoshop để tạo ra những mẫu sơ đồ theo dõi bão, trông không đến nỗi nào, có khi lại như vật trang trí trong nhà. Có lẽ từ nỗ lực này mà sau đó nhiều bài trên báo chí đã phong tôi lên thành giáo sư, lại được đăng trên các báo như Nhân dân, Công an, thậm chí cả trên trang mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ý tưởng về sơ đồ theo dõi bão của tôi là rất thực tế, phục vụ cho người dân phòng chống lụt bão vào cái thời đó. Vào thời đó, nếu sản xuất hàng loạt loại sơ đồ theo dõi bão này thì giá thành rất là rẻ, nó rẻ hơn nhiều so với tờ bản đồ du lịch thời đó. Ai cũng có thể mua một vài tờ về treo nhà để theo dõi bão. Nhà sản xuất sẽ hút tiền bởi lượng tiêu thụ sẽ rất cao trong hầu hết mọi nhà dân. Thật đáng tiếc, nói như thế mà không hề diễn ra như thế ở đất nước này. Tôi người đưa ra ý tưởng nhưng đầu óc kinh tế của tôi lại là con số 0. Sau khi được đăng tải trên truyền thông, nhiều người đã tìm cách liên hệ và đề nghị tôi cần phải sản xuất sơ đồ theo dõi bão bán ra thị trường. Tôi sinh ra vốn không thể là kinh doanh, nếu không tôi đã giàu to từ vụ sơ đồ theo dõi bão này, vừa phục vụ được cho nhân dân lại hái ra tiền. Từ ý tưởng sơ đồ theo dõi bão này, tôi đã gửi đến chính phủ
đến một số bộ ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời đó. Sau đó Bộ Nông nghiệp có sản xuất loại bản đồ này nhưng chỉ cấp đến cấp xã thời đó. Trên bàn làm việc của cán bộ địa phương có sơ đồ theo dõi bão loại này. Sơ đồ theo dõi bão là một dấu ấn đậm nét trong những sáng kiến của tôi, cho dù không thực hiện được như ý muốn. Rất nhiều người biết đến và rất quan tâm ý tưởng này. Đặc biệt đối với giới truyền thông, họ đã bàn luận khá nhiều trên báo chí thời đó. Tiếc rằng các nhà hoạch định chính sách lại không quan tâm, cho dù tôi đã gửi đến họ. Còn có nhiều trường hợp đã làm tôi bất ngờ, như phóng viên báo Nguyễn Xuân Tuấn lần lội từ Hà Nội đến Quảng Bình khi nghe tin về sơ đồ theo dõi bão, tìm tôi tận nhà rồi đăng ngay trên báo ảnh phụ nữ. Cảm ơn Xuân Tuấn đã để lại nhiều bức ảnh có ý nghĩa tôi với sơ đồ theo dõi bão thời đó. Một lần tôi nhận được thư điện tử một người không quen đang làm việc cho đài khí tượng nước ngoài. Anh ấy thông báo đã lập một trang web để đưa thông tin kịp thời về mưa bão ở vùng Biển Đông cho người dân quan tâm. Vào thời điểm này, Internet bắt đầu phát triển. Như vậy, anh ta đã rất quan tâm đến sơ đồ theo dõi bão của tôi và rất tâm huyết muốn cung cấp thông tin thời tiết cho người dân, thật là đáng quý. Tuy nhiên, có một sự việc đã làm tôi phải hết sức ngạc nhiên, đó là sự xuất hiện blog có tên Việt Nam Hồ sơ Hậu Chiến 1975-2011. Nhưng số phận kỳ lạ của Cao Huy Khanh, nhà thơ và nhà phê bình văn học, viết về số phận khoảng trên 1.000 người cả hai phía sau cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Tôi lại có tên trong hồ sơ những số phận kỳ lạ này, được mô tả một cách khái lược rằng cựu bộ đội hải quân sau cuộc chiến biên giới Tây Nam Campuchia về đã tìm cách về sơ đồ theo dõi bão để phục vụ cho người dân phòng chống bão. Sơ đồ theo dõi bão được đăng tải đầu tiên trên báo điện tử VOVMU và đã tham gia dự thi cùng ở Đài Tiếng Nói Việt Nam năm 2006. Sau đó được nhiều báo chí nhắc đến sự kiện này. Dạo đó tên tôi hầu như gắn với sơ đồ theo dõi bão. Vâng, đó là những nỗ lực của bản thân khi xuất thân từ người dân chân đất, lại mê say tìm kiếm những sáng kiến hữu ích. Sơ đồ theo dõi bão là một sự đóng góp đã để lại dấu ấn khó quên trong đời.